Một chiếc tai nghe on-ear giá rẻ, gọn nhẹ, thiết kế đơn giản nhưng vẫn đảm bảo sự tinh tế, chất âm ổn định, dễ nghe. Và quan trọng nhất là đến từ một nhà sản xuất danh tiếng. Nếu bạn nghĩ tích hợp tất cả những điều trên là điều không thể, thì Sony MRZX110 sẽ chứng minh điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một sản phẩm có lẽ nhiều người đã nghe tên, Sony MRZX110. Đây đúng nghĩa là một chiếc headphone portable nằm trong phân khúc tai nghe giá rẻ. Ngay từ cách đóng hộp thì đã có thể dễ dàng nhận ra điều này, bởi vì nó đơn giản chỉ là một cái hộp nhựa trong tự sản phẩm, không có bất cứ phụ kiện gì đi kèm. Thứ thực cái lúc nhìn cái hộp thì mình đã hơi thất vọng một tí, bởi vì nó trông không giống cách đóng sang chảnh thường ngày của Sony. Nhưng mà chấp nhận thôi, bởi vì đây là sản phẩm giá rẻ. ZX110 thì được làm hoàn toàn bằng nhựa để có thể đảm bảo tối đa trọng lượng. Mặc dù vậy thì vẫn đảm bảo độ chắc chắn, độ bền. Thực tế chiếc tai nghe này cầm lên như là không cầm ấy, rất nhẹ và khá là nhỏ. ZX110 có các khớp nối linh hoạt, có thể gập lại rất gọn, di chuyển dễ dàng. Nhưng các bạn chú ý là con này không phải gập vuông góc, nên khi gập thì cần chú ý một tí. Phần headband và xung quanh housing đều được làm từ nhựa nhám, kết hợp với mặt ngoài headphone thì được làm bóng với logo Sony in trên củ tai, tạo nên một ngôn ngữ thiết kế rất đậm chất Sony. Mình cảm giác đây là chuẩn mực thiết kế tai nghe trùng đầu của nhà sản xuất Nhật Bản này rồi. Nhìn một phát là không lẫn đi đâu được cả. Kể cả những cái tai nghe có giá cao hơn đi chăng nữa thì nó cũng vẫn có một cái chất gì đấy rất là giống con này. Ở hai bên củ tai thì vẫn như truyền thống của Sony, chữ R được đánh dấu và sơn màu đỏ để có thể dễ dàng nhận biết hơn. Cáp của ZX110 thì khá là chắc chắn và là kiểu dây đôi, có độ dài khá khá. Jack của sản phẩm này được mạ vàng, có dạng chữ L nhằm đem lại hiệu quả chống nứt ngầm và tiện lợi hơn. Đồng thời qua cái jack này thì các bạn có thể thấy là trên ZX110 thì sẽ được trang bị mic thoại, nên bạn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này để nghe gọi. Dịch lên phía trên một chút thì chúng ta có phần điều khiển nhỏ, và ở đây có duy nhất một phím. Đây là phím tiếp nhận cuộc gọi hoặc là dừng bật chuyển nhạc gì đó. Dĩ nhiên là nó hoạt động tốt nhất trên các sản phẩm Android, còn với iOS thì mình chưa thử. Hơi tiếc là không có phím tăng giảm âm lượng ở đây. Trên phần này thì dễ dàng nhận thấy là có cả phần mic luôn. Tổng kết lại, thực tế thì bạn khó có thể tìm được một chiếc tai nghe on-ear nào ở cùng tầm giá mà có thiết kế nhỉnh hơn ZX110. Mình tin là như vậy. Nói một chút về chất âm của con này nhé. ZX110 có giải bass rất trầm và ấm, lực rõ ràng và mạnh mẽ, xuống sâu, thể hiện được độ tròn nảy của âm sắc. Nhìn chung thì bass có lượng vừa đủ, nên kể cả với những người nghe nhạc nhẹ hay những ai thích giải bass mạnh mẽ đều có thể cảm thấy đáp ứng được. Giải mid của con này khá là lùi, còn hai bass thì hơi lấn nhẹ và có giải low mid. Giải mid này thì thể hiện khá là tốt các nhạc cụ bộ đồng, tức là các loại kèn á, tiếng rất thanh và sống động, sắc sảo. Cuối cùng thì là chép. Ở những chiếc tai nghe tầm này thì thường đây là cái giải dễ bị đẩy lên quá nhất, hoặc gần như không có với các tai nghe thiên tối, hoặc được làm quá sắc ở các tai nghe hướng sáng và vocal. ZX110 có phần chép khá đủ lượng, cho mình khá là ổn với các bạn nghe tạp hoặc dễ tính. Thực ra có việc đòi hỏi một âm cao sắc lẹm leng keng với một cái chiếc tai nghe trong tầm giá này gần như là không thể, cho nên là ZX110 thực ra đã làm rất tốt rồi. Âm trường và độ chi tiết toàn giải của ZX110 có thể đánh giá là cực tốt so với nhiều sản phẩm khác trong cùng tầm giá. Mặc dù chiếc tai nghe này có thiết kế đóng, thực tế chỉ có một điểm trừ duy nhất, đấy là dù có cái thiết kế đóng như mình vừa nói thì cái việc cách âm ở trên chiếc tai nghe này còn khá là kém, nó bị lọt âm thanh ngoài khá là nhiều, cho nên là bạn nào mà đeo đi ra đường ấy, thì có lẽ là nên cân nhắc một chút. Còn lại thì ZX110 thể hiện khá tốt trong thực tế, tất cả đều được Sony bố cục hợp lý trên chiếc tai nghe này, về âm tối tổng thể ấm dày dặn, âm sắc không bị quá chồng chéo. Nói chung đây là một sự lựa chọn lý tưởng cho các bạn muốn sở hữu một sản phẩm đẹp, đến từ nhà sản xuất danh tiếng, chất lượng gia công tốt và đáp ứng được nhu cầu nhiều thể loại nhạc khác nhau. Hiện nay sản phẩm đang có tại tất cả các cửa hàng Song Long Media trên toàn quốc. Các bạn có thể đến trải nghiệm và để lại ý kiến cho chúng mình. Có câu hỏi, thắc mắc hay những vấn đề liên quan đến tai nghe, xin mời để lại bình luận ở bên dưới. Chúng mình sẽ trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ciao.